Dạ vâng, chào mừng tất cả các bác đã đến với kênh YouTube của Điện thoại Dũng Kiên, có địa chỉ tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đợt này do bên Trung Quốc đang là quốc khánh và dịch bệnh rất là căng thẳng nên hàng rất khó về qua biên các bác nhé. Hôm nay em sẽ báo giá một số mẫu nhà em còn bên cửa hàng các bác nhé. Tất cả các mẫu điện thoại nhà em hiện tại đang còn các bác nhé. Và hôm nay là ngày mùng 1, em chúc tất cả đại gia đình chúng ta một tháng mới hoan hỷ, tràn đầy niềm vui và sức khỏe các bác nhé. Em sẽ báo giá qua một số dòng các bác. Riêng iPhone 7 này, 128GB này. Đây này em còn 4 cây nhé. iPhone 7 128GB, em còn 4 cây màu vàng hồng hết các bác nhé. Cái này em đang bán với giá là 3.300.000 đồng, đầy đủ phụ kiện bao gồm ốp lưng, sạc, cường lực tai nghe các bác nhé. Hôm nay mùng 1 em sẽ giảm giá 100, còn 3.200.000 đồng các bác nhé. Đầy đủ phụ kiện và bao ship. Còn đúng 4 cây màu hồng, đẹp keng các bác nhé. Đẹp không tì vết luôn này các bác này. Rất là đẹp luôn nhé. Đây là bản 32GB. Bản 32GB này em còn 3 cây, trong đó là 2 cây là hàng đẹp keng các bác nhé. 32GB đẹp keng, em đang bán với giá là 3.000.000 đồng. Vâng, ngày hôm nay em giảm giá còn 2.900.000 đồng nhé. Bác nào nhanh tay đặt gãy cho em cái 32GB. Cây này là bản 32GB hàng trưng bày các bác nhé, pin 97%. Còn một cây cuối cùng em đang bán với giá là 3.200.000 đồng nhé. Bác nào nhanh tay thì đặt gãy cho em, pin còn 97%, sạc 75 lần. Còn một cây này là em xả nốt các bác nhé. Vâng, còn một cây 256GB các bác nhé. Hàng này rất là hiếm luôn các bác này. Còn một cây màu trắng các bác nhé, em đang bán là 3.600.000 đồng. Em giảm giá 100, còn 3.500.000 đồng nhé. Bác nào nhanh tay đặt cải cho em cái. Tiếp tục là 6S các bác nhé. Bản này là 128GB. Vâng, cây này em đang bán với giá là 2.800.000 đồng. Giảm 100, còn 2.700.000 đồng. Hàng đẹp keng các bác nhé, pin còn 92%, rất là ok luôn các bác này. Vâng, và cây cuối cùng 6S 32GB các bác nhé. Hàng rất là đẹp luôn, pin còn 100%, pin zin theo máy các bác nhé. Em đang bán là 2.600.000 đồng các bác này. Còn một cây em giảm giá còn 2.500.000 đồng. Tất cả hàng ngày hôm nay em đều giảm giá 100 các bác nhé, một cây luôn. Tiếp theo là 6S và nút bản 64GB các bác nhé. Hàng rất là đẹp luôn các bác này, long lanh luôn, em bóc cho các bác xem. Đang bán với giá là 3.600.000 đồng. Ngày hôm nay em giảm giá còn 3.500.000 đồng các bác nhé. Còn một cây màu hồng và một cây màu gray các bác nhé. Bác nào nhanh tay đặt hàng với em, ưng sản phẩm nào thì đặt hàng cho em qua số điện thoại 0971336559, hoặc số thứ hai là 0978336559 để kết nối qua Zalo các bác nhé. Vâng, tiếp tục là 6S phần nút 128GB. Cây này phải nhẹ em đang bán là 3.500.000 đồng. Bác nào mua nốt em đang bán là 3.400.000 đồng. Giảm giá 100, cây này phải các bác nhé. Một cây này bán rẻ cho các bác nhé. Còn đây là hai cây đẹp keng đang bán là 3.800.000 đồng. Giảm giá còn 3.700.000 đồng các bác nhé, trên một cây. Tiếp tục chúng ta quay sang hàng tiếp theo của em là 8 phần nút các bác nhé, 64GB. Vâng, có cây này là 128GB thì em bỏ riêng. Còn đây là 64GB. Còn hai cây màu đen, một cây màu vàng gold và một cây màu trắng. Bác nào hợp màu nào thì lấy cho em. Đang bán là 6.800.000 đồng. Giảm giá còn 6.700.000 đồng các bác nhé, trong ngày mùng 1 ngày hôm nay. Cây này là 128GB các bác nhé. Em đang bán là 7.300.000 đồng. Giảm giá còn 7.200.000 đồng. 8 phần nút 128GB. Pin khá cao, 91% các bác nhé. Tiếp theo là 7 phần nút các bác nhé, 256GB này. Đang bán 5.600.000 đồng. Giảm giá còn 5.500.000 đồng các bác nhé. Màu đen,
nhám các bác này, đẹp keng luôn. 256GB rất là hiếm, tha hồ lưu trữ các bác nhé, 7 phần út. Hàng này rất là hiếm luôn, hàng 256GB. Còn đây là 7 phần út 128GB, còn một cây màu trắng bạc và một cây màu vàng các bác nhé. Em đang bán là 5.300.000 đồng, giảm giá còn 5.200.000 đồng. Các bác nhanh tay alo cho em. Tiếp theo là 7 phần út 32GB, em còn 4 cây. Hàng 99% các bác nhé, em đang bán là 4.500.000 đồng, giảm giá còn 4.400.000 đồng. Đầy đủ phụ kiện sạc và tai nghe. Tiếp theo là một cây XS Max các bác nhé, đẹp keng luôn. Cây này em đang bán là 11.500, giảm giá còn 11.400 các bác nhé. Rất là đẹp, đẹp keng luôn các bác này. Tiếp theo là cây iPhone 11 các bác nhé, đẹp keng luôn. Cây này em đang bán là 12 triệu, giảm giá còn 11.900. Tất cả hàng hóa nhà em ngày hôm nay chỉ còn thế này thôi. Vài hôm nữa em mới về các bác nhé. Còn không biết là hôm nào về, do biên rất là căng thẳng các bác nhé. Đấy, bác nào cần hàng nào nhanh tay thì alo cho em. Vâng. Tất cả các hàng em đều nói về giá và hình thức các bác nhé. Còn bên trong em bao zin hết từ A đến Z các bác nhé, không zin các bác trả này em. Bên em bảo hành 3 tháng, tháng đầu em lỗi đổi mới và bảo hành tiếp 2 tháng tiếp theo các bác nhé. Tất cả các bác đặt hàng cho em đều qua tài khoản ngân hàng mang tên Hà Văn Kiên tên em các bác nhé. Còn ngoài ra những tài khoản khác là bên em không nhận đâu các bác nhé. Có nhận chỉ là người nào đó mạo danh thôi. Bên em chỉ có 3 số tài khoản đều mang tên Hà Văn Kiên. Đấy, các bác nhanh tay đặt cọc cho em nhé. Cuối chương trình em lại chúc các bác một tháng mới tràn đầy niềm vui, mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình các bác nhé. Tiền tài tấn tới. Mà xin được tạm dừng video tại đây. Bác nào thích sản phẩm nào thì alo trực tiếp cho em nhé. Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh bên em cũng ship được các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.